Anh em, lại là mình đây. Chào mừng anh em quay lại với kênh tachifa.com. Anh em thấy hai cái sản phẩm trên tay mình quen không? Thì mình đã có cái video đánh giá chi tiết về hai sản phẩm này rồi. Thì mình sẽ để cái link video dưới phần mô tả. Anh em nào cần thì có thể vào xem lại ha. Bên tay trái mình á là cái sản phẩm tai nghe AirPods Pro ha, cái phiên bản rất là cao cấp của Apple nhưng mà là hàng nhái nha anh em. Bên tay phải mình là cái phiên bản tai nghe cũng là AirPods luôn, phiên bản này là phiên bản 2. Và hai cái sản phẩm này thì mình mua trên Shopee với cái mức giá cũng cực kỳ là rẻ. Cái sản phẩm bên tay trái mình, cái AirPods Pro này mình mua giá là 350 ha. Còn cái phiên bản mà bên tay phải mình đây thì cái phiên bản này mình mua giá 250. Tuy nhiên trong video này mình cũng sẽ có hai cái mã giảm giá dành cho anh em nào mà đang quan tâm cái tai nghe AirPods Pro này. Thì anh em áp mã 50 ha cho fan của Tachiba nha, thì nó sẽ giảm còn 300 ha. Còn cái sản phẩm này thì mình sẽ không có mã giảm giá, mình không có cho anh em được ha. Nhưng mà nếu mà mình có mã thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video luôn. Anh em bấm vào để xem giảm được nhiêu đó thì anh em sẽ mua. Ngoài phần vỏ hộp của hai sản phẩm này đây, vỏ sản phẩm này quá trình vận chuyển á nên nó hơi bóp một tí ha. Mình sẽ khui ra xem bên trong nội thất của hai sản phẩm này như thế nào, và mình sẽ chia sẻ cảm nhận khi mà mình dùng hai sản phẩm này cho anh em nghe thử nha. Khi mà khui ra thì hai bên đều có một cái tập sách như vậy. Và đây là hai sản phẩm nha. Bên cái phiên bản AirPods 2 thì nó sẽ không có cái phần tiếp nha. Cái phiên bản AirPods Pro thì nó sẽ thêm cái phần tiếp cho anh em. Đây. Hai cọng dây tương tự với nhau thôi. Đồ hoàn thiện cũng y xì như vậy luôn nha anh em. Đó. Còn đây là cái phiên bản Pro. Mình sẽ bỏ qua một bên luôn. Và đây anh em, trên tay mình đang là hai cái sản phẩm tai nghe cũng giống như là hàng phách thôi anh em. Thì hàng nhái thì nó sẽ có nhiều cái loại hàng nhái lắm, nhưng mà cái sản phẩm này thì mình thấy nó nhái nó hoàn hảo hơn những sản phẩm giá rẻ trên thị trường. Những cái dòng y rồi đó thì mình sẽ thấy nó không bằng sản phẩm này. Mình muốn chia sẻ cho anh em để anh em nào muốn tìm một cái tai nghe vừa rẻ và vừa ok thì anh em có thể lựa chọn hai sản phẩm này ha. Về phần thiết kế thì anh em biết rồi, những anh em nào mà đã sử dụng những cái sản phẩm tai nghe nhiều cũng giống như là thấy quảng cáo, thấy trên hình rồi thì cũng hình dung được là hai cái sản phẩm này nó như thế nào. Tại vì hai cái sản phẩm này thì nó đã được bán rất là chạy bởi Apple. Tuy nhiên những cái hãng này thì bên Trung Quốc á, họ nhái là họ làm theo. Tuy nhiên thì hai sản phẩm này nó có một cái độ nhái rất là ok, rất là good. Nghe thì nó cũng hay nha anh em. Hai phiên bản này thì đều có hỗ trợ cảm ứng. Cái bên AirPods 2 thì do nó có cảm ứng bình thường ha. Còn bên AirPods Pro thì nó đã nâng cấp lên cái cảm ứng lực ha. Cũng giống như là khi mà anh em sử dụng thì hai cái sản phẩm này đều hỗ trợ công nghệ Bluetooth mới nhất là 5.0 nên nó kết nối nó rất là nhanh. Và nó đều có fast up, có nghĩa là khi mà anh em kết nối một lần và anh em cứ mở ra như vậy thì nó sẽ tự động nó kết nối với lại là cái iPhone hay là cái iPad của anh em. Nó sẽ báo được tình trạng pin, anh em thay đổi được setting các kiểu ha. Hai phiên bản này thì đều được trang bị cái tính năng đó là sạc không dây. Sạc không dây, anh em có thể sử dụng nó cái tính năng này với lại những cái đế sạc không dây, và nó có tính năng là tự ngắt khi anh em lấy ra khỏi tai. Ví dụ như giống như là anh em đang nghe và anh em lấy ra thì nó sẽ tự động ngắt. Riêng cái phiên bản AirPods Pro này thì nó cũng sẽ có tính năng đó là chống ồn chủ động cũng giống như là nó siêng âm. Tuy nhiên hai cái tính năng này nó chỉ có thôi nha anh em, chứ nó không có hoạt động được. Tại vì nó rẻ, nó sẽ không có chip chống ồn cũng giống như là nó không có trang bị nhiều AirPods Pro để boost lên cái tính năng là siêng âm được. Nên khi mà anh em sử dụng thì mình thấy hai tính năng đó thì họ làm cho nó Pro vậy thôi. Nhưng mà sử dụng được không cũng không quan trọng, tại vì giá của nó quá rẻ mà anh em. Khoảng 300-350 một cái AirPods Pro và chỉ 250 cho cái AirPods 2 thì mình thấy không có gì mà phải đòi hỏi thêm nhiều ở hai cái sản phẩm này. Về phần build ở ngoài á, vỏ hộp á, thì hai cái sản phẩm này nó có cái build khá là tốt. Phần nhựa này, thiết kế tuy rằng là nhựa bóng thiệt nhưng mình sử dụng mình cầm lên cái độ bám mồ hôi dấu vân tay nó khá là ít ha. Nó sơn một cái lớp giống như là một cái lớp bóng ở ngoài á, nhìn nó khá là cao cấp. Bản lề của hai sản phẩm này thì mình thấy nó làm giống như là bằng kim loại luôn nè. Nên khi mà anh em bẻ ha, anh em bật lên, bật xuống thì nó khá là nhạy nè. Anh em nhìn đây ha. Đơn giản và nhẹ nhàng. Đó. Có đèn báo pin các kiểu ha. Đây, mình sẽ lấy bên tay bên trong cho anh em xem. Về phần đốc sạc á, thì thiết kế đã đẹp rồi, nó có nhiều cái hình thức giống với lại là sản phẩm thật. Còn những cái tai nghe bên trong này sao? Ha. Đây là hai cái driver tai nghe hai bên.
cái này là anh em sử dụng nhiều nhất. Thì khi mà anh em cầm cái phiên bản Pro lên á thì có vẻ ha, mình thấy nó có vẻ nó nặng hơn cái AirPods 2 một tí ha, phiên bản AirPods 2 này một tí. Tuy nhiên cái AirPods Pro này mình thấy á, có cái như này nè, cái phần mà nắp mà để đeo tai nghe nè anh em thì nó hơi lỏng lẻo một tí ha, nó không có được khít á, nên khi mà mình nghe thì nó có cái hiện tượng là dễ bị xúc ra. Còn theo cái thiết kế của cái sản phẩm mà AirPods 2 thì mình thích hơn, có nghĩa là đeo thì nó sẽ không có cái cục này nè, cái cục tiếp tai thì nó sẽ không dễ bị xước ha. Còn phiên bản AirPods Pro này thì mình thấy cặp tiếp tai này thì nó cũng không có được chắc chắn mấy á, nên khi mà anh em nghe thì nó sẽ dễ bị xước hơn. Thì nó cũng chỉ là một cái hàng dạng như là nó làm giống lại thôi, anh em nghe cái chất âm thì nó ok là mình thấy ngon rồi, còn và form bên ngoài nó như vậy là không thể nào đòi hỏi thêm đâu nè, thấy gì là rất là ngon rồi đấy. Về phần mức giá cũng giống như là về phần chất lượng thì sao, cái phiên bản AirPods Pro này thì cho cái chất âm nó nghe hay hơn hẳn cái phiên bản AirPods 2. Thứ nhất á, khi mà anh em nghe cái giải âm của nó phát ra từ cái AirPods Pro thì nó sẽ cân bằng ha, nghe nó lớn hơn, cam spike nó đập cũng dồn dập hơn, tuy nhiên nó sẽ không hơn quá nhiều cái phiên bản AirPods 2 này. Hai cái giải âm của nó khi mà mình nghe mình cảm nhận á thì cũng rất là good trong cái tầm giá, nếu mà so với những cái sản phẩm hàng chính hãng luôn trong tầm giá thì hai sản phẩm thì không hề thua kém thôi nha anh em. Nhưng mà về phần cách sử dụng, về phần form chất âm, về phần thiết kế thì hai sản phẩm này nhìn nó khá là cao cấp. Anh em nào mà thích xài cái hàng mà nhìn nó dạng như mình không có nhiều tiền giống như mình chẳng hạn, mà muốn sở hữu cho mình một cái sản phẩm để anh em sử dụng thì trong vòng khoảng 300, 350 thì đầu tư ok. Cái sản phẩm này 250 đầu tư ok, chứ bỏ ra khoảng 5, 6 triệu cho cái tai nghe thì thật sự và nói những người mà làm mức thu nhập giống như anh em mình thì nó hơi gắt thiệt ha. Còn giá này thì sẵn sàng đầu tư cho hai chiếc tai nghe này. Về phần chất âm của hai chiếc tai nghe này á thì mình đã có cái video review chi tiết rồi. Anh em nào quan tâm thì có thể bấm vào cái phần link mô tả xem lại hai cái video của hai sản phẩm này. Anh em quan tâm sản phẩm nào thì bấm vào xem sản phẩm đó để xem liệu mình có nên mua một trong hai sản phẩm này về sử dụng hay không. Còn riêng bản thân của mình, bỏ ra tầm khoảng 250 cho cái sản phẩm AirPods 2 và 350 cho sản phẩm AirPods Pro thì mình thấy rất là xứng đáng nha anh em. Nếu mà anh em nào muốn nghe hay thì nên nâng cấp lên cái phiên bản Pro này. Phiên bản Pro này nghe cam spy nó đánh đã lắm. Còn cái AirPods 2 thì nghe cũng được, nhưng mà nó không hay bằng cái phiên bản Pro thôi ha. Đó, về phần thiết kế, ngoại hình chi tiết thì như vậy. Anh em quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể bấm vào cái phần link mô tả ha. Về phần link mua hai sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, và phần ghi bình luận thì mình cũng sẽ để luôn cái phần mã giảm giá 50k cho cái sản phẩm AirPods Pro này, và mình sẽ xem thêm có cái mã giảm giá dành cho AirPods 2 này không thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Anh em bấm vào cái phần mô tả nha. Anh em bấm vào phần mô tả để xem thêm cho nó chính xác hơn. Nếu mà có mã giảm giá thì anh em bấm vào đó lấy để mua cho nó tiết kiệm. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay thì sao? Nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh để cho chấm cưng của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé. Anh chồng về bữa mấy cái trường mẫu giáo nó mở ra xong rồi anh gửi con luôn. Mượn dữ mất công quá trời, giờ phải chạy về. Gửi nhiêu tiền đâu rồi đâu, vợ anh nó chịu, nó mượn bả giữ hoài, bực mình chết. Gửi cho người làm mẹ chút. Phải bà chịu giữ thì bà nói gì bà giữ, bà làm nhàn nó mệt chết mày á. Mà đứa con của mình đi rồi bệnh. Đi được về.